Thiết kế mặt gương bóng loáng anh em, mà sau gương được luôn. Thiết kế cũng dáng rất là đẹp, có đèn nước, đèn nền xanh trên các nút nhấn, tất cả hàng nguyên rin anh em ha. Và đúng combo luôn, loa đúng combo của 700, loa hai cầu, bass riêng, thép riêng, đi hai đường trong máy ra luôn anh em ha. Trên chất âm của những dàn như thế này rất là chi tiết và tách bạch, không có hòa lẫn với nhau. CD dàn này đọc tốt và hỗ trợ định dạng WMA MP3 luôn, rất là hiếm ha. Đa số CD thì chỉ đọc được định dạng CD thôi anh em ha. Tổng thể dàn còn đẹp, không vận chuyển về thì sơ dơ đúng vân, không có vấn đề gì xấu hết. Dàn hoạt động tốt CD và có AUX hoặc là BMD ở nhà từ điện thoại máy tính, hoặc là mình gắn UB Bluetooth. Kiểu dáng cũng rất là nhỏ gọn để vừa bạn làm việc hoặc là phòng ngủ anh em ha, cho con cái học tiếng Anh rất phù hợp. Trưng bày cũng rất là đẹp luôn. Dàn này mình bán giá 1 triệu anh em ha, rất là rẻ. Dàn còn đẹp luôn, nguyên bụi ra anh em ha. Góc cạnh đẹp, loa nó thì 40W 2, 40W lâu thì một thùng tầm khoảng 80W tối đa công suất. Màu gỗ nhìn rất là đẹp, rất là sang. Giá 1 triệu nha, đồ địa. Chứ không chi tiết tất mặt dàn này và dàn 777MD chung công suất anh em ha, công suất lớn hơn các dòng Mana khác. Lý loa đầy đủ luôn. Ngoài ra mình có một số dàn giống vậy mà không đọc CD này nọ thì mình thanh lý giá rẻ hơn anh em ha. Tùy ngoại hình mà giá khoảng 800 trở lui. Anh em thì mua thì cứ liên hệ mình bán hình ảnh cho anh em xem. Rồi mình test xong. À, mình test qua chức năng AUX nha, sorry. Rồi mình bấm nút FM này chuyển qua chế độ AUX này anh em ha. Máy nó có hai ngõ AUX, AUX này thì dùng hai giắc bông sen. Và ngõ BMD này thì dùng mà chắc 3.5 hai đầu. Chắc AUX thì mình dùng những tín hiệu lớn như là đầu đĩa hoặc là máy tính qua. Còn BMD thì dùng tín hiệu nhỏ từ điện thoại hoặc là MP3, MP4 qua. Đó, tùy anh em. Nếu mà anh em kết nối từ máy tính qua mà ngõ BMD thì cái đầu vào nó lớn quá thì nó dẫn tới méo tín hiệu. Anh em nghe kỹ nó sẽ méo méo hoặc là nó bị rè ha. Đó, khi anh em đi tín hiệu lớn thì nên dùng tín hiệu AUX này. Đó, còn những cái điện thoại hoặc là máy tính mà anh em đi bằng jack 3.5 thì anh em nên đi ngõ BMD. Thì tín hiệu nó sẽ có đại lớn hơn, hoặc là sai hơn. Này mình phát từ mà mic server qua thì mình chọn cái độ AUX nha. Anh em đăng ký kênh nhớ bấm thông báo bên phải video hình nói chung để nhận video mới nhất từ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại anh em.